Hello chào các bạn nha. Hôm nay mình đi giăng lưới nha các bạn. Do tình hình kinh tế khó khăn quá, thất nghiệp nữa, không chuyện làm, giờ giăng lưới đi kiếm kiếm đồ ăn nha các bạn. Chỗ mình giăng nè. Cái này là mấy cái ruộng. Giờ mình xả lưới nha các bạn. Lưới gối quá, cái đường gờ luôn à. Chán thì chứ tấm lưới giăng mà để từ lưới chứ không đường nào mà ngò được luôn. Mới thả lưới xong các bạn, giờ mình đi đi đuổi các bạn, chạy đóng tiêu trên trời có các bạn ơi. Đây là chính đây nè các bạn, có phi nha các bạn. Phi mà lớn các bạn. Sặc nữa các bạn. Sặc. Cái này mình đuổi nó ra. Ôi, trong đường. Đây các bạn, quá khó anh à. Phi kìa. Sạc các bạn. Đây, mấy con rồi. Thank you.
Ấy rồi. Đây là mấy cái ruộng mà nước ngập quá người ta không làm được bạn. Nó thấp hơn so với cái sông mình á. Thấp. Thấp so với nước sông mình. Người ta xả nước ra không được. Ủa đèn con khá không hay luôn bạn, nằm dưới có bạn thấy chưa. Là bỏ hết nổi ngồi xuống luôn. Ủa, không có nó chịu ra. Bây giờ xin việc khó quá các bạn ơi. Chúng mình lớn tuổi rồi ta. Ta cũng không nhận nữa. Sạch. Sạch bự bự không các bạn? Sạch bự bự không? Quá các bạn. Bình thường có dân nhiều lắm sao bữa nay không có ai dân đi. Ủa cái lưới này bị quắn. Nó nổi chưa? Quá vậy nè. Nó không có cá luôn phải. Chết luôn. Chỗ nước sâu là ngay luôn nè bạn. Nước sâu là chỗ này cá dữ luôn nè sao. Quắn lưới chết chứ. Nó chạy ra cái đường này nè. Mà lưới này của nó cuốn rồi cái này không xong luôn rồi. Cuốn lại kiểu này xong luôn. Rồi văng cái sạc luôn. Chết luôn. Được nhiêu đó bạn ơi, không có được nhiêu nè.
chút quay lại thêm quận nữa. Ngay cái đường sâu cá đi mà chỗ đó không có lưới, thiệt tình. Không kỹ lắm ạ, nhấp đi. Đây có nè, để mình thăm tiếp á, bỏ này vô bọc cái mà thăm tiếp. Bỏ mấy cái này bọc ra. Gieo tạm nó đây. Đây có cá phải giặt. Gieo tạm nó đây. Cái giặt các bạn. Cái giặt. Ôi trời. Phi đây nó không lớn các bạn rồi, bây giờ vừa mà không lớn. Cua, cua bắt cua luôn các bạn, cua đồng. Dạ kẹp trời. Ui, không giật cái con. Yeah, cái con nữa. Cá thì dính gì, giật lưới này, giật lưới, đây, buồn có phải thứ hoa bự quá, cái giật lưới,
nó đi vào bọc các bạn. Cho con cua vô bọc luôn. Ngồi chút xíu mình đi thăm nữa các bạn ơi. Nó sợ quá, nó chạy vô. Nó chạy vô trong cái mấy cái góc hết trơn rồi. Để chút nó chạy ra. Rồi mình thăm tiếp. Rồi qua mấy bên đây thôi. Bên đây có không? Ủa, mưa bên đây ra. Mưa bên đây nhiều các bạn ơi. Mưa bên đây quá trời. Để mình coi mình văng cái thử đi. Để mình qua đó mình văng đi. Mình lấy ra không đem nước theo các bạn ơi. Trời quá trời khát rồi. Chắc cuốn lưới vô quá. Lưới nè. Quá trời khát. Được con ít rồi các bạn ơi. Mới thả lưới bên kia nữa. Thôi giờ khát nước quá chắc cuốn lưới vô quá. Mình để ở đây là chút xíu mắc các bạn ơi. Bây giờ mình đem vô mới được. Thôi giờ cuốn lưới vô các bạn ơi. Vô trong gỡ luôn. Bây giờ gỡ hết nổi luôn. Mệt quá. Để sau đi. Để sao đi. Không lưới nhỉ. Không có luôn hả. Không vô vừa. Rồi vút luôn. Phải quá. Hai con, ba lưới nó hai con các bạn. Thiệt rồi. Còn kia mình cuốn lưới vậy đó các bạn. Mệt quá. Biết có không nữa. Nãy này mình mới thả. Mới thả mình không quay. Để cuốn về luôn các bạn. Không dính luôn. Cứ thiệt. Nhắm thấy ướt điện thoại là lỗ luôn. Được thì lưới không dính luôn trời.
kiếm mấy con các bạn ơi. Con này thấy im dã man luôn, mình không có con nào luôn. Mần ra được như đó các bạn ơi, thật đủ một bữa cơm chiều. Thôi tạm biệt các bạn nha.